Sáng ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề Khát vọng Việt Nam đã khai mạc trọng thể. VietinBank hân hạnh là đơn vị tham gia đồng hành cùng đại hội. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong và ngoài nước. Về phía VietinBank có đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank. Trong khuôn khổ chương trình, VietinBank là đơn vị duy nhất có gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ tại nơi diễn ra sự kiện chính thức của đại hội. Gian hàng đã thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của các khách mời tham dự sự kiện, tạo điều kiện quảng bá hình ảnh của VietinBank tới đông đảo khách hàng. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 có chủ đề Khát vọng Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ Việt Nam, tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020, xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2020-2025, đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam thời gian tới. Tại đại hội, ban tổ chức đã tuyên dương 20 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực. Đại hội đã gửi thông điệp kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đoàn kết, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần dân tộc, thực hiện trách nhiệm quốc gia và chung tay kết nối toàn cầu. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.